À, chào các anh em đang xem miền tây solar ha. bữa nay là trưa nắng ngày thứ năm à, ngày 8 tháng 9 2022 nè. mình lại tiếp tục cho anh em à, gói hàng cho anh em nha. À, trước mặt mọi người là một cái ufo ngàn à, để gửi cho anh Minh ở ấp Long Phước, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, Tiền Giang. thì mình cũng đã đi thị xã Gò Công mình giao hàng nhiều anh em. À, nhưng mà bữa nay mình không có đi nữa mà mình gói gửi Bưu Điện. lý do rất đơn giản là mình và Bưu Điện đang có cái phí vận chuyển rất là tuyệt vời cái UFO ngàn này nè anh em, cái thùng bự vậy đó. Mà phí vận chuyển bữa nay có ba mấy ngàn thôi, có 35 ngàn thôi mọi người. Phía à, phí vận chuyển có ba mấy ngàn thôi. Rất là tuyệt vời luôn, cho nên là à, lúc này gói gửi chứ không đi nữa nè, đi chạy tiền xăng nhiều khi còn tốn nhiều hơn nữa rồi mất công sức rồi mất thời gian nữa. Thì à, à, UFO ngàn này mình mới về nóng hỏi luôn cách đây 2 ngày. Thì nó có một số đặc điểm thay đổi so với UFO à, 1000 cũ Mình sẽ báo chi tiết cho anh em nghe nha Thay đổi là thay đổi cái mạch sạc thôi chứ cái đèn y gan hết ha tấm pin lưu trữ là vẫn là 25 b giờ à, 25 w chứ bộ pin uh, lưu trữ là tấm pin sạc 25 w bộ pin lưu trữ là 25 b giờ 988 con led ha và đường kính của UFO ngàn này là năm tấc rưỡi nhưng mà bây giờ nó có một vài cái chi tiết đặc đặc biệt này à, rất là có lợi cho người dùng đặc biệt là những anh em mà ốp trần ốp trần trong nhà thì ốp trần trong nhà hôm bữa giờ mấy anh em có bị một tình trạng thế này khi chúng ta gắn ốp trần cái chúng ta thấy ban ngày ngày của chúng ta nó hơi tối chúng ta bắt cái đèn này lên và ban ngày thì nó sẽ không cháy được tại vì cái mạch sạc của cái đèn cũ á, là nó quy định là ban ngày không cháy ban đêm mới được cháy đó còn cái đèn này là hoàn toàn khác nhau nha anh em đèn này là hoàn toàn khác cái đèn này bây giờ công ty đã điều chỉnh một cái mạch sạc mới và cái mạch sạc nó như thế này bây giờ chúng ta bấm nút màu xanh lên ta đang úp tấm pin xuống có nghĩa là ban đêm nha anh em ban đêm nè đèn cháy nè chúng ta dở lên nó thành ban ngày ban ngày thì đèn không cháy Thấy không hồi đó thì ban ngày đèn không cháy nhưng bây giờ ban ngày chúng ta bấm nó vẫn cháy nè bây giờ ban ngày phải không đang dở lên là ban ngày nè chúng ta bấm nút on off nha anh em on off đèn vẫn cháy bình thường nè ban ngày nè anh em đèn vẫn cháy bình thường rồi, thấy không bởi vậy nghĩa anh em nào ốp trần thì đây là tin vui cho anh em rồi thấy không ốp trần nè ban ngày đèn vẫn cháy bình thường nè đấy vậy thì ta phân tích coi nó như thế nào à, khi sạc á, thì cái đèn này nó chuyển qua màu đỏ ha chuyển màu đỏ và hồi đó mình tắt cái cho nó không cá cháy ra thì khi cái đèn sạc á, thì cái cục này nó chỉ có màu đỏ và hồi xưa á, cái màu đỏ đó là nó đỏ lét luôn. Còn cái dòng mà mới về này á, là cái màu đỏ đó cà chớp cà chớp cà chớp. Còn khi mà nó không sạc nữa mà khi mà đèn nó phát sáng anh em. Khi đèn phát sáng mà nó không sạc á. Đèn phát sáng mà nó không sạc ha thì cái cục này nó sẽ chỉ có màu xanh. Đấy, màu xanh này anh em thấy không? Màu xanh không? Mình che lại cho anh em thấy nè màu xanh này thấy không. Khi nó không sạc nữa mà đèn đang phát sáng thì cục này thành màu xanh còn khi mà đèn sạc á, đèn sạc á thì cục đó thành màu đỏ và màu đỏ này màu đỏ chớp chớp ha, màu đỏ này chớp chớp, đấy, à, đó là cái mới ha, à, khi sạc á, là màu đỏ nó chớp chớp, còn khi không sạc là màu, nó chỉ có màu xanh. Rồi, thì à, bây giờ mình sẽ sơ lược lại nè, bây giờ mình giả sử như ban đêm ha, mình bấm nút auto đèn cháy, bấm nút radar đèn cháy, bấm nút on/off, on/off đèn cũng cháy luôn, ha, tăng giảm độ sáng 3 giờ 5 giờ 8 giờ đầy đủ radar on off auto đầy đủ đã có radar luôn nha anh em thì bây giờ ban ngày nè ban ngày nè mọi người mình dở tấm pin lên thành ban ngày nha ban ngày người ta bấm nút auto thì đèn nó chớp lên chớp lên cho người ta thấy vậy thôi rồi sau đó nó tắt ha người ta bấm radar cũng vậy nó chớp lên cho người ta thấy vậy rồi nó tắt nhưng mà người ta bấm nút on off là nó cháy nha đó ban ngày nó vẫn cháy nha anh em thấy không đó đó là cải tiến mới của cái remote này hồi lúc trước đó là cái cái nút on off này nó chỉ có chức năng off thôi à chứ không có on còn bây giờ là nó on được luôn nha đó. Ha. Thì ba nút này anh em đừng lẫn lộn hay auto có nghĩa là khi mặt trời lặn nó sẽ cháy và nó cháy sáng 100 trăm cháy sáng hoài luôn. Còn nút radar có nghĩa là khi mặt trời lặn nó sẽ cháy và nó cháy với chế độ radar có nghĩa là gặp con người thì nó cháy 100 trăm, không gặp con người thì nó cháy 50 trăm. Đó, còn cái nút on off này, ta bấm on off này có nghĩa là nó cháy ban ngày ban đêm gì nó cũng cháy hết ha, ban ngày ban đêm thì nó cũng cháy hết. Đó. Và nó cháy 100 trăm độ sáng nha đó anh em thấy không đó thì cái đèn ngày càng nó nó càng hoàn thiện và nó càng đi về cái xu hướng gọi là có lợi cho người dùng đó anh em nào đam mê thì cứ liên hệ ha một triệu một trăm chục ngàn phí ship khoảng à, à, không có gì thay đổi thì phí ship có ba mấy ngàn mọi người phí ship ba mấy ngàn thôi lúc này mình và bưu điện có một cái giao kèo rất là tuyệt vời cho nên phí ship rất là tuyệt vời luôn ha có đèn bự gì chà bá luôn phí ship 35 mươi ngàn thôi ha lúc trước là phí ship có khi chín chục ngàn chín mấy ngàn nữa chín mấy ngàn luôn nha anh em đó nhưng mà lúc này là 35 mươi ngàn thôi ha hàng thì rất là chuẩn chỉ ok anh em an tâm Đấy. UFO ngàn nè. Cái này mình sẽ đóng gói và gửi cho anh Minh ha. Anh Minh. Rồi cảm ơn anh mình đã mua hàng rất là nhiều. Đấy. Hàng ok rồi ha. Đặc biệt là cái sự cải tiến của cái mạch sạc này nè. Và cái đầu mốt này nè. Mình cảm thấy rất là ưng ý luôn nè. Ở ban ngày bây giờ đèn cũng cháy được luôn. Ha. Cho nên anh em lắp và ốp trần trong nhà Những cái nhà mà cao tầng Hoặc là những cái nhà mà có tầng hầm anh em Cái tàu ốp trần ở dưới cái tầng mà hơi thấp á, Cái ban ngày nó hơi bị tối thui Hoặc là những cái nhà mà mé bên cạnh nhà của chúng ta Có những cái nhà cao tầng khác che khuất ánh sáng thì người ta ốp trận cái này ban ngày cái nhà của người ta tối thui mà người ta không bắt được đó, người ta bắt lên nó không cháy ta cảm thấy rất là bực mình đúng không đó thì với cái đèn này thì được rồi anh em ban ngày bắt cháy được nha ha ban ngày người ta bấm nút on off là nó cháy bình thường đó, giống như những cái đèn khác chứ không có quy định ban ngày không được cháy nữa ha lúc trước đó là người ta nghĩ về nè mọi người lúc trước người ta nghĩ là lắp công viên lắp công viên nếu mà ban ngày nó cháy được á thì một số anh em chơi xấu anh em xấu sẽ lấy cái đầu này ở nhà của anh em ra bấm cái công viên nó cháy ráo rồi cái ban đêm những cái đèn nó hết điện đó đó là cái 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 hại mà khi mà cho đèn ban ngày cháy nếu mà lắp công viên thì nhiều người người ta bật ra nó, bật mở nó cháy rồi ban đêm mà nó hết điện cho rồi sao phải không để cho nên người ta thiết kế như vậy còn bây giờ người ta thiết kế khác rồi đấy thì bây giờ thiết kế chắc mục đích là sử dụng gia đình chứ không phải công viên nữa người ta mới cho ban ngày nó cháy luôn ha thôi anh em đam mê liên hệ mình 076 687 4311 nha mình bữa nay hơi gấp cho nên quay phim hơi nhanh em thông cảm ha chào mọi người ha hẹn gặp mọi người ở những video lần sau